Xin kính chào các bác ạ, chào tất cả nhà mình yêu Lan nhé. Hôm nay thì bên em lại chia sẻ các bác những tác phẩm đơn thân nguyên bản rồi là hàng nụ rất chi là nhiều các bác ạ. Kính mong các bác đón xem và ủng hộ nhà vườn nhé. Mở đầu like thì em sẽ chia sẻ với các bác đó là những tác phẩm lan đơn thân. Đó là một chậu quế trắng nguyên bản các bác ạ. Trước màn hình của em là một chậu quế trắng tháng 8 hàng nguyên bản của Hòa Bình. Và em xin chia sẻ các bác một siêu tác phẩm nhé, một cục nguyên bản hàng VIP ạ. Đây mời các bác ngắm này. Đó, chất là cục quế nguyên bản các bác ạ, rất là đẹp. Dạ mã số là Q5 ạ. Đây ạ, em mời cả nhà mình ngắm nhé. Chất cây bản lá rất là đẹp luôn, chia sẻ cái mã Q5 bằng 780k các bác ạ. Đây mời các bác ngắm này. Một trong những chất cây này, cái tố chất của nó thì nó rất là đẹp các bác ạ. Cây này là lá nệ tự nhiên nhá. Đó. Tố chất của cây phải nói là siêu VIP. Và đối với một cây đơn thân nguyên bản thì các bác cũng biết rồi, thị trường hội quế giao lưu và sẽ chia sẻ các bác cây này là sẽ không dưới 1 triệu 2 đến 1 triệu 5 ạ. Và em chia sẻ các bác bằng 780k cho mã số Q5 ạ. Quế trắng Hòa Bình các bác nhé. Rồi tiếp theo lại là một cục nguyên bản hàng VIP nữa ạ. Mời cả nhà mình ngắm một cây đơn tác phẩm này. Một cây đơn siêu tác phẩm các bác nhé, mã số Q6. Dạ mã số Q6 thì em chia sẻ các bác bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho một tác phẩm đơn thân mã số Q6 các bác ạ. Đó, một trong những bản lá xếp thân mập ú ụ luôn. Đây, mời các bác ngắm này. Nói chung là những cây chất, tố chất của nó rất đẹp các bác ạ. Mã số Q6 nha, bằng 1 triệu các bác ạ. À, các bác, anh chị mình mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Rồi, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một siêu tác phẩm mà các bác chốt cái mã này là mã VIP nha, siêu VIP ạ. Đó. Trước màn hình của em là một cây quế Hòa Bình hàng rụt dịt. Chia sẻ các bác một cục nguyên bản này. Đấy, và nói một cục nguyên bản mà hàng phân nhánh ngọn. Lá xếp rụt như thế này là rất hiếm luôn các bác ạ. Nói chung là cũng phải là một cái tác phẩm độc nhất vô nhị. Mời các bác ngắm những cái kẽ lá nhé. Đó, siêu là đẹp các bác ạ. Bản lá dày này, cổ lá là hàng xếp rụt nha. Xếp rụt đan này, rất là đẹp các bác ạ. Đó, ngọn thì phân nhánh hai ngọn luôn ạ. Bản lá siêu đẹp các bác này. Dưới là một mẹ bồng, một con, hai con, ba con, một con nhỏ, đây nữa là bốn ạ. Ôi, tiềm năng của cái cục nguyên bản này là nó sẽ đẻ búi cho các bác rất chia là nhiều búi nhé. Siêu VIP quế tháng 8 Hòa Bình nguyên bản em chia sẻ các bác bằng 3.250.000 ạ. Dạ 3.250.000 cho một cái mã siêu VIP quế Hòa Bình cả nhà mình nhé. Mã này gọi là mã siêu VIP, các bác chốt dùm em là siêu VIP ạ. Đó, tiếp đến thì em gái chia sẻ các bác đó là một chậu bạch nhạn hoa màu trắng. Trước màn hình của em là một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác ạ. Và xin chia sẻ các bác giá là bằng 500k một chậu ạ. Đó, bạch nhạn này nó là dòng bông trắng tuyết các bác này. Đó, 500k cho một chậu bạch nhạn hoa trắng ạ. Đó, tiếp đến của em là một chậu nhạn rừng tháng 4 cả nhà mình ạ. Đây, một trong những cây nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn. Em chia sẻ các bác cái mã số A1 với giá là bằng 360 ạ. Đang nụ các bác nha, rất là đẹp luôn. 360 cho mã số A1 ạ. Đó, tiếp đến là mã số A2 cả nhà mình nha, mẹ bồng con này, phần nhánh này. Phần nhánh cả ngọn luôn các bác. Cây bản lá có kém gì 4N đâu các bác. Rất chi là đẹp luôn các bác ạ này. Mẹ bồng con nhá, nói chung một cây siêu tác phẩm ạ. Mã số A2 em chia sẻ các bác bằng 680k các bác ạ. Đây, cây này thì dao động các bác mua những cây đơn thân mà phần nhánh ngọn để con này không dưới 1 triệu một cây các bác ạ. À, chia sẻ các bác bằng 680 cho mã số A2 ạ. Đó, tiếp đến của em là cái mã siêu VIP A3 cả nhà mình nha. Một trong những lũa nhạn rừng Buôn Đôn lá xếp cả nhà mình này. Mã tác phẩm ạ. A3 nhạn tháng 4 Buôn Đôn cả nhà mình nha. Chia sẻ các bác cái mã này là bằng 1.550.000 các bác ạ. Một trong những mặt bông nhạn rừng Buôn Đôn thì nó rất chi là đẹp các bác ạ. Đó, cả nhà mình ngắm này, lá xếp chân dép này. Đang để con ở chân rồi ạ. Cây đây cũng đang để con nha. Một vòi, hai vòi, ba vòi nữa, năm vòi, sáu vòi các bác ạ. Cây này bị giám cháy mất một tí nắng này, cháy mất một tí lá. Dạ mã số A3 thì em gái chia sẻ các bác bằng 1.550.000 ạ. Đó, nhạn tháng 4 Buôn Đôn cả nhà mình nhá. Mã số A3. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là những chậu tam bảo sắc trắng đột biến ạ. Mã số 1, à mã số 3 cả nhà mình ạ. Đây là mã số 3. Một trong những chậu tam bảo sắc trắng hay còn gọi là trắng va đột biến. Mã này thì hơi có độ lỗi là cháy lá một chút các bác ạ. Đó, thị trường thì các bác cũng biết rồi, dao động từ 380 một thân. Và hôm nay chia sẻ các bác một chậu nhé. Chậu này đang có 3 vòi hoa các bác ạ. 1, 2, 3
vòi này, 4 vòi nó bị gãy này. Mã số 3 em chia sẻ các bác bằng 460k các bác ạ. 460 cho mã số 3 các bác nhé. Tam bảo sắc trắng ạ. Dạ đây mã số 1 các bác ạ. Mã số 1 thì phải nói là siêu đẹp các bác này. Và cây cũng là cây đang nụ các bác ạ. Đây, đây chất cây siêu là đẹp luôn nhé. Đó, các bác mà đã từng sai hoa nhầm hoa đến nay các bác sưu tầm luôn đi ạ. Em chia sẻ một chậu tam bảo sắc trắng đột biến cái mã số 1 với giá là bằng 630k các bác ạ. 630 cho mã số 1 nhé. Cây này là lỗi cháy em không tính các bác này. Tính 1, 2, 3, 4, 5 cây này nó bị cháy mất nhiều nhé. Đó, tính các bác bằng 5 cây ạ. Bằng 630k cho mã số 1 ạ. Đó, tiếp đến là mã số 2 các bác ạ. Mã này, mã số 5 ạ. Mã số 5 một chậu tam bảo sắc trắng đột biến các bác này. Vòi này, vòi này, cái vết dám thì không để tránh khỏi các bác nha. Chia sẻ các bác mã số 5 với giá là bằng 650 các bác ạ. 650 cho mã số 5 ạ. Đó, các bác mua hàng thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em nhé, cả nhà mình nhé. Đó, số điện thoại chính mà em đã ghim trên bài rồi ạ. Tiếp đến chia sẻ cả nhà mình một cây đai trâu bò sữa, một cặp siêu to VIP các bác ạ, với giá là bằng 750 cả nhà mình nhé. Đây, một trong những cây bò sữa siêu VIP này. Đó, cặp lá xếp siêu là đẹp các bác ạ, 750 các bác ạ. Đó, tiếp đến là mã Koki. Đó, hai cây Koki này thì em gái sẽ nói là giá sale cả nhà mình nhé. Tại vì bình thường những cây này các bác ký lũa lên thì rất là đẹp các bác ạ. Đó, và chia sẻ các bác hai cây Koki này với giá là bằng 230k các bác ạ. Đó, một cây thị trường này các bác mua mà cái cây đẹp á, không lỗi một chút thì nó dao động từ 500 đến 600 ngàn một thân rồi. Hai cây này nó là hai cây già chuẩn bị nụ các bác ạ. Đó, các bác ký lũa thì các bác bóc bỏ cái chậu này cho em nha. À, mã số này là Koki lẻ, em chia sẻ các bác bằng 230 ạ. Koki lẻ bằng 230 các bác ạ. Đó, tiếp đến là một mã Koki VIP cả nhà mình này. Chậu này siêu VIP đang nụ các bác ạ. Đây, chậu này là siêu VIP nha, nụ này, bạn lá to dày các bác. Đây, một cây như thế này các bác cứ xác định là 600 ngàn một cây nhé. Đó, 600 đến 1 triệu một thân to này em để các bác này. Chậu này hai cây để búi các bác này. Cây này hơi nhỏ thì cây này không tính, các bác phải chăm thêm nha. Mã này là mã số 1 ạ. Đó, mã số 1 là một chậu Koki xưa. Em chia sẻ các bác chậu này là bằng 600k cả nhà mình nhé. 600k cho mã số 1 Koki xưa các bác ạ. Đó, Koki xưa cho mã số 1 nhé. Rồi tiếp đến thì lại giới thiệu thêm các bác một cái mã Koki nữa. Đây, trước màn hình của em là cái mã này là mã số... Đây, chia sẻ các bác cái mã này là mã số 3 các bác này. Đó, mã số 3 thì vẫn là một chậu Koki, thì bao gồm là cây này cũng có nụ các bác này. Này, cháy các bác ơi, nó bị cháy khô này, cháy khô nhá. Nói chung là không ảnh hưởng đến chất cây, các bác nhìn biết là cái chất cây nó rất là khỏe ạ. Cây đây cũng bị cháy mép lá bên đây các bác này. Cây này cũng là cây chuẩn bị nụ nha. Cây này già, cây cằn rất là đẹp các bác ạ. Về các bác chỉ thêm phân rồi. Mã này hơi lỗi một chút ạ. Dạ, mã số 3. À, mã số 3 đúng rồi các bác ạ. Đó, mã số 3 là một chậu Koki. Chậu này thì em sale với cả nhà mình bằng 480 các bác ạ. 480k cho mã số 3 nhé cả nhà mình nhé. Đó, Koki xưa các bác ạ. Đó, tiếp đến lại là một lũa nhạn rừng Buôn Đôn mã số 1 ạ. Đây ạ, trước màn hình của em là mã số 1 là một lũa nhạn rừng Buôn Đôn. Thì lũa này cũng đang nụ các bác ạ. Bao gồm là 8 cây nhé. Đó, bao gồm là được 8 cây. Em chia sẻ các bác cái mã này là 750 các bác ạ. 750 cho nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn này. Đó, chia sẻ các bác đó là một chậu kiều mỡ gà Hà Giang. 680k cho một chậu các bác ạ. Đây, một trong những mặt bông siêu là đẹp các bác này. Nó đang sưng mắt nụ rồi này. Này, mắt nụ nó sưng nhổ ở đây các bác này. Nhổ ở đây này. Đây, 680k cho một chậu kiều mỡ gà Hà Giang các bác ạ. Đây, một trong những chậu kiều mỡ gà Hà Giang rất là đẹp ạ. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác đó là một chậu kiều trắng ạ. Đây, đây là một chậu kiều trắng của Thái các bác nhé. Trắng của Thái này. Em chia sẻ các bác một siêu phẩm kiều trắng nhé. Toàn bộ là thân tơ rất là đẹp ạ. Đó, với giá là bằng 500k cho một chậu kiều trắng Thái các bác nhé. Đây là kiều trắng Thái các bác ạ. À, các bác nhìn mầm gốc này đi quá trời đất luôn. Đây là một chậu kiều trắng Thái cả nhà mình nha. À, với giá là bằng 500k cho một chậu ạ. À, 500k cho một chậu kiều trắng ạ. Rồi tiếp theo lại sale cả nhà mình một chậu quế trắng tháng 8 có mã số là 1E. Dạ. Trước màn hình của em là mã số 1E, một chậu quế trắng bản to siêu VIP ạ. Đó, em gái chia sẻ các bác một chậu quế trắng tháng 8 Hòa Bình mã số 1E với giá là bằng 1.680.000 ạ. Đó, mời cả nhà mình ngắm chất cây, phải nói là bao đỉnh xuất sắc này. Bản lá to, lá nhựa các bác này. 1.680.000 cho mã số 1E ạ.
có mã số 1E cả nhà mình nhé, 1680 ạ. Đó, tiếp đến thì lại chia sẻ các bác cái mã này là mã số D6 ạ. Đó, trước màn hình là cái mã số D6 là một trong những chậu để búi một gốc các bác ạ. Đây là những chậu một gốc này nó rất là hiếm luôn các bác. Đối với những chậu một gốc này nó để búi các bác này, 7 con các bác ạ, 7 con cả phân nhánh ngọn này nhá. Để rất chi là nhiều các bác mà có một cái búi tiềm năng như thế này thì sau này nó có một cái tác phẩm rất là khủng các bác ạ. Ở trong đầu giường. Dạ, chia sẻ các bác một siêu phẩm nhá, mã số D6 với giá là bằng 1.380.000 các bác ạ. 1.380.000 cho mã số D6 quế trắng tháng 8 các bác nhé. Đây là mã quế trắng tháng 8 cho mã số D6 các bác ạ. Đó, rất là đẹp cả nhà mình nhá. Đó. Tiếp đến thì lại chia sẻ thêm các bác đó là một chậu tam bảo sắc các bác ạ. Đây, một trong những cái chậu mà nó gọi là chậu nguyên bản. Hàng siêu VIP luôn các bác, nhìn bản này. Bản của nó còn đỉnh hơn cả bản quế các bác ạ. Đây là một trong những chậu tam bảo sắc Gia Lai cả nhà mình ạ. Đây, hoa này. Hoa nó có tông màu tím, hồng, vàng các bác ạ. Đây, nụ này. Đây, nụ các bác này. Đó, mặc dù này, chất cây lâu nó có những cái con sâu nó ăn lá các bác ạ. Đó, mị bồng con cũng nụ nhé. Nụ này. Đó, nụ các bác ạ. Đây. Đó, một trong những chậu tam bảo sắc nguyên bản các bác ạ. Đây, cục nguyên bản của nó này. Đó, cắt khúc nó vẫn còn cành đấy các bác ạ. Đấy. À, mã tam bảo sắc Gia Lai này em chia sẻ cả nhà mình bằng 1 triệu các bác ạ. Một siêu phẩm VIP nha. Một cục nguyên bản. Mẹ bồng con hiện tại là đang có 5 vòi hoa các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác với giá là bằng 1 triệu ạ. 1 triệu cho cả nhà mình nhé. 1 triệu cho cái mã tam bảo sắc Gia Lai này ạ. Đó, một mã tam bảo sắc Gia Lai nguyên bản cả nhà mình nhé. Đây, một trong những cái tác phẩm nguyên bản các bác ạ. Dạ, các bác sưu tầm thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em gái các bác nhé. Đó. Rồi tiếp theo là một chậu quế trắng tháng 8 nữa các bác ạ. Một số mã này là mã số Q3. Quế trắng tháng 8, một chậu đơn thân em chia sẻ các bác bằng 650 các bác ạ. 650 cho mã số là Q3. Đó, rồi lại giới thiệu các bác một số đơn thân nữa như là 4N các bác này. Này. Tiếp đến chia sẻ các bác một chậu 4N cái mã số 2 ạ. Mã số 2 là một chậu 4N mid shape ạ, cả nhà mình ngắm này. Siêu là đẹp các bác ạ, mã số 2 mid shape 4N nhá. Cây là cây chuẩn bị nụ các bác ạ, cháy mất một chút lá này. Sale với cả nhà mình bằng 520.000 một chậu ạ. Đây, bình thường một cây này là 380.000 rồi các bác này. Đó, hôm nay xả cả nhà mình cái mã số 2 với giá bằng 520 nhá. Bao gồm là hai cây ạ. Dạ, mã số 1 là một cây 4N đơn thân VIP ạ. Các bác ngắm chất cây này. Đó, 9 cặp lá rưỡi nha, đang nụ ạ. Đó, chia sẻ với cả nhà mình là bằng 530.000 các bác nhá. Đó, 530.000 cho mã số 1, một cây 4N mid shape su đẹp, bản đẹp các bác ạ. Đó, rất chi là đẹp luôn. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một chậu kiều Yên Bái với giá là bằng 1.250.000 ạ. 1.250.000 cho một rễ tím Yên Bái cả nhà mình nha. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, chia sẻ thêm các bác một cái giò chồn. Phải nói là một trong những tác phẩm đuôi chồn VIP ạ. Đó, chia sẻ các bác là bằng 1.500.000 cả nhà mình nhá. 1.500.000 cho một siêu phẩm đuôi chồn VIP ạ. Mời các bác ngắm tác phẩm chồn này, đang nụ các bác nhé. Đó, đang đi nụ rất chi là đẹp ạ. 1.500.000 cả nhà mình nhá. Cho cái mã H2 đuôi chồn ạ. Đó, tiếp đến thì giới thiệu các bác đó là một chậu ám Hòa Bình ạ. Một trong những chậu ám mà nhiều hoa, dễ hoa lại còn sai hoa. Các bác đang rất là nhiều nụ rồi ạ. Các bác ơi, nụ đi chùm đi rúm này. Đó. Chia sẻ các bác với giá là bằng 299.000 ạ. Một chậu mị nái rất là to nhá. Các bác nhìn mầm gốc bật này, nó tiềm năng lắm. 2, 4, 6, 8 thân hoa các bác ạ. 2, 4, 6, 8 này. 8 thân hoa cả nhà mình nhá. Một chậu mị gốc này. 299 các bác ạ. Rồi lại giới thiệu các bác một siêu phẩm đuôi cáo các bác ạ, mã số 10 ạ. Đó, trước màn hình của em là mã số 10, một siêu phẩm cáo VIP nha, xếp VIP các bác ạ. Một chậu cáo Cao Bằng hàng xếp VIP. Toàn bộ là cây xếp rụt cả nhà mình nhá. Em chia sẻ các bác một tác phẩm với giá là bằng 1.350.000 ạ. Cho mã số C10 ạ. Dạ, mã số C10 với giá là bằng 1.350.000 cả nhà mình nhá. 1.350.000 cho mã số C10 ạ. Đó, tiếp đến vẫn là một chậu cáo nữa các bác này, mã số là 20, mã số 20 các bác ạ. À, một chậu cáo Cao Bằng các bác này, đây cây này, bao định này. Cây này là cây để búi các bác ạ, để búi con này, để búi con. Cây này là một gốc 3 cây các bác này. Một gốc 3 cây các bác ạ, đang nụ gói hoa rất chi là dài nhé, lá to các bác này.
Dạ mã số 20 ạ. Em chia sẻ các bác cây phần nhánh thì bị gãy ngọn này. À, chia sẻ các bác mã số 20 là bằng 800k các bác ạ. Đây 800k cho mã số 20, toàn bộ là cây bản lá to dày các bác này. Bản lá siêu to này. Đấy. 800k cho mã số 20 các bác ạ. À, tiếp đến là cái mã số 10C15 ạ. Đó, C15 của em thì một chậu cáo tím đẹp các bác ạ. Chậu này rất là đẹp luôn. Đó, chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 250k cả nhà mình nhá. 250 cho mã số C15 ạ. C15 các bác nhé. Đó, tiếp đến là một chậu sơ mi các bác này. Đó, tiếp đến là một chậu sơ mi 2 cây để đang nụ các bác ạ. Này. Đó, đẹp chưa ạ? Này, trắng muốt luôn các bác này. Đó, chia sẻ các bác cái chậu sơ mi mã số 25 ạ, bằng 260 các bác ạ. 260 cho mã số 25 nhé cả nhà mình nhé. 260 một chậu sơ mi rất là đẹp các bác ạ. Hai vòi này. Đó, tiếp đến là mã số C1 các bác ạ. Là mã số C1 rất là đẹp các bác ạ. Đây. Đó, một sơ mi một tím các bác này, rất là đẹp này, sơ mi này. Tím bản to các bác này. Đây. Đây, tím phần nhánh bản to nhé các bác ạ. Mã số này là mã số C1 ạ. Đấy, một sơ mi với một tím phân nhánh các bác ạ. Này, siêu đẹp chưa ạ? Đó, vòi các bác ơi, phân nhánh cả ngọn này. Và em chia sẻ các bác mã số C1 bằng 480 các bác nhé. 480 cho cái mã số C1 các bác ạ. Phân nhánh cả ngọn, phân nhánh cả hoa này. 480 cho mã số C1 các bác ạ. Đó, tiếp đến là mã số 9 ạ. Em chia sẻ cả nhà mình bằng 230.000 các bác nhé. 230.000 cho mã số 9, một chậu cáo tím ạ. À, tiếp theo là cái mã số C7, phải nói là siêu nhiều hoa các bác này. Quá trời đất luôn các bác ạ. Mã số C7 nguyên nụ rồi các bác ơi. Dạ, sale với cả nhà mình mã số C7 là bằng 850 các bác nhé. 850 các bác này, sơ mi này, tím này, đỏ này. Đó, rất chi là nhiều vòi luôn các bác. 5 con đều có nụ cả năm các bác ạ. Đó, 5 con đều có nụ cả năm các bác nhé. Mã số C7 bằng 850 các bác ạ. 850 nhé. Đó, các bác nhà mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Đó, trước màn hình của em thì lại là một chậu sơ mi nữa các bác này. Cây này là cây để búi này. Đó, cây để búi để con các bác này. Đó, một chậu sơ mi mã số 21 các bác ạ. Đây là mã số 21 đang nụ này. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 21 này bằng 480 các bác nhé. 480 cho mã số 21 các bác ạ. Cây quá to luôn các bác ơi. Cây quá to, thực tế bên ngoài này to hơn trên live rất là nhiều các bác ạ. Dạ, mã số C21 ạ, 480 ạ. 480 cả nhà mình nhé. Rồi còn rất chi là nhiều những siêu phẩm đẹp, các bác mua hàng thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em ạ. Đây, giới thiệu thêm các bác một siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai. Đây. Đây ạ, trước màn hình của em là một chậu nhạn Gia Lai rất là VIP ạ. Mời các bác ngắm này. Đó. Một mẹ bồng hai con trên thân này. Đây, phần nhánh hai con trên thân các bác ạ. Da rễ rất là đẹp các bác này, da rễ xanh lét này. Các bác nhìn này, đầu rễ da xanh lét luôn cả nhà mình nhá. Nó rất là khỏe. Đây. Đây các bác ơi, phân nhánh một ngọn, hai ngọn này. Bồng con này, 1 này, 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 con. Tức là bồng 7 con ở dưới chân nhá, một mẹ. Tức là một gốc, hai thân mẹ này, bồng 7 con và hai con trên thân nữa là 9 các bác ạ. Hai con trên thân là 9 và hai thân mẹ một gốc nữa là 11 ạ. Đó. Chia sẻ các bác một siêu phẩm nhận tháng 8 Gia Lai với giá là bằng 5.250.000 ạ. Đó, 5.250.000 các bác nhé. Đó, 5.250.000 các bác ạ. Siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai nha. Siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai các bác ạ, bằng 5.250.000 ạ. Đó, các bác ngắm chất này nó bao đỉnh ạ. Xuất sắc, mà cho bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này thì các bác chốt và gọi điện trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em cả nhà mình nhá. Đó, rất chi là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Rồi tiếp theo thì giới thiệu các bác một lũa nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn, đó là mã số 10. 8 con nhạn rừng các bác này đang nụ này. Đây các bác ơi, đang nụ này. Đấy. Toàn bộ là cây đang nụ như thế này các bác ạ. 8 cây thì 7 cây đang nụ nhé. 8 cây thì 7 cây đã có nụ các bác. Đây là một lũa nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn. Bác ngắm chất cây rất là đẹp nha, to lắm các bác ơi, đây này. Thực ra là nhà em không có nắn thân thì nó đi hơi ngoằn nghèo các bác. Nó hơi ngoằn nghèo một chút nha. Mã số 10 ạ. Nhạn tháng 4 Buôn Đôn kèm một rề kiều tím 10 thân ạ. Nhạn tháng 4 Buôn Đôn kèm một rề kiều tím 10 thân, chia sẻ với cả nhà mình là bằng 1.500.000 các bác nhé.
1.500.000 cho một dề nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn kèm một dề kiều tím 10 thân hoa các bác ạ. Đó là mua 1 được 2 các bác nhá. Mua 1 mình được 2 này, sở hữu 2. Dạ các bác trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em ạ. Đó, tiếp theo đó là một chậu sơn thủy tiên ạ. Chia sẻ các bác 300.000 một chậu các bác nhá. Đây là sơn thủy tiên mắt đỏ các bác ạ. 300.000 cho một chậu sơn thủy tiên mắt đỏ này. Đó, tiếp đến thì giới thiệu các bác đó là một cái rồ hoàng tam bảo ạ. Trước màn hình của em là một cái rồ hoàng tam bảo, phải nói là lá xếp nhựa nguyên nụ các bác ạ. Đó, cái rồ này của em thì hiện tại đang được 15 vòi hoa. Đó, hiện tại được đạt 15 vòi hoa các bác nhé, một rồ hoàng tam bảo ạ. Em chia sẻ cả nhà mình là bằng 1.150.000 các bác nhé, 1.150.000 ạ. Đó, tiếp theo là một cái rồ tam bảo sắc Điện Biên ạ. Nguyên một dề ạ, để búi này. Phần nhánh ngọn này mã số T1 ạ. Bác ơi, phần nhánh để ngọn quá trời đất luôn. Đây một cái giò tam bảo sắc Điện Biên nhá. Mã số T1, lá xếp chân dếp. Rồi chia sẻ cả nhà mình bằng 1.550.000 các bác ạ. À 1.500.000 ạ. 1.500.000 cho mã số T1 ạ. Đây ạ, giới thiệu các bác một siêu phẩm đuôi sóc này. Gọi là hàng độc nhất vô nhị các bác ơi, nguyên nụ của các bác này. Đó, nguyên nụ cả nhà mình nhá. Đấy, rất chi là nhiều nụ luôn các bác ơi. Đây này, để búi này. Để búi nhá các bác ơi, này những con sóc cụ này các bác. Toàn bộ là con sóc cụ rất là chi là lâu năm rồi, nhiều nụ lắm luôn các bác. Đây cả nhà mình ơi, này em chưa có thể nhân lên được, nó quá nhiều con các bác. Đây, một dề sóc nhá cả nhà mình, một dề sóc siêu VIP này. Đấy, một dề sóc cụ siêu VIP các bác ạ. Phải nói là nguyên dề các bác này. Bồng một con quế tím này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 con quế tím các bác ạ. 6 con quế tím này, bên dưới là những con sóc rất là to nhá. 6 con quế tím trên một dề với lại một dề sóc các bác ạ. Một dề sóc cụ này, chia sẻ cả nhà mình bằng 1.860.000 các bác ạ. 1.860.000 nhá. Cho một tác phẩm đuôi sóc quá là nhiều nụ luôn các bác. Nó rất chi là nhiều nụ nhá, kèm với một cái 6 con quế tím các bác ạ. Cái dề này thì kèm 6 con quế tím nhá. Đó, chia sẻ các bác bằng 1.860.000 các bác ạ. Siêu phẩm đuôi sóc này. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu các bác đó là một lũa nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn hàng siêu VIP. Đấy các bác ơi, các bác có chấn vườn thì chốt luôn cho mình nhá. Đây phải nói một trong những tác phẩm đầu tay độc nhất vô nhị. Mời cả nhà mình ngắm 39-40 con nhạn này. Đó, 39-40 con nhạn cho em nhé. Đấy, các bác về đặt lan can này, sân này, sân vườn sảnh này, gọi là tiểu cảnh các bác nhé, hồ cá đây. Nói chung là hòn non bộ các bác có thể đặt, nói chung là đặt bệ, nói chung là đặt bệ này, hoặc là lan can sân thượng đều được ạ. Nói chung là một siêu phẩm VIP. Một lũa nhạn rừng Buôn Đôn chiều cao là 1m7 các bác ạ. Đó. Lũa của một cái tác phẩm này là chiều cao có chiều cao là 1m7. Đó, cây nào cũng rất là nhiều nụ các bác ạ. Cây nào cũng rất là nhiều nụ luôn nha. À, chia sẻ nhà mình một tác phẩm nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn với giá là bằng 5 triệu các bác ạ. Đó, thực tế bên ngoài thì đẹp hơn trên live rất là nhiều các bác nhé. Hoàng nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn với giá là bằng 5 triệu các bác ạ. Một siêu phẩm nhá, độc nhất vô nhị các bác ạ. Phải nói hoàng nhạn thì các bác chơi mãi đỉnh luôn. Đó, có một giò hoàng nhạn thì các bác ơi gọi là thơm lây cả xóm luôn. Đó, quá đỉnh các bác này. Nhiều nụ lắm luôn các bác ạ. Các bác sưu tầm thì chốt và liên hệ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em cả nhà mình nhé. Đó, chia sẻ các bác một tác phẩm đầu tay hoàng nhạn tháng 4 Buôn Đôn với giá là bằng 5 triệu ạ. 5 triệu kính mời các bác ngắm này. 5 triệu cho một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn ạ. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một cái mã số T2, một dề tam bảo sắc Điện Biên cho mã số T2 với giá là bằng 1.650.000 ạ. Nguyên một dề tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. 1.650.000 các bác nhé. Các bác ngắm lá xếp chân dép rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, rất chi là đẹp luôn các bác này. 1.650.000 nhé. Bộ rễ phải nói là bao đỉnh các bác ạ. 1.650.000 cho mã tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ. Đây một trong những dề tam bảo sắc Điện Biên rất chi là đẹp các bác này. 1.650.000 nha. Dạ các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại cho em các bác ạ. Đó, rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, 1.650.000. Siêu phẩm nha, tam bảo sắc Điện Biên ạ.
Đây ạ. Chia sẻ thêm các bác một số phân phòng nữa. Bác mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em các bác nhé. Đó. Giới thiệu các bác đó là một chậu. Đây. Trước màn hình là một chậu tím yên lập, chậu này đang nụ các bác, 6 thân hoa. Một chậu mẹ, nói chung là không một chút phần nào luôn, các bác về chăm thêm nhé. Chia sẻ các bác 160.000 một chậu này. Gốc mẹ nó tiềm năng các bác ạ, 160. Đó, tiếp đến là một chậu tím cánh bầu nhá, một chậu mẹ rất là đẹp và cũng đang nụ ạ. 1 2 3 4 5 6 thân hoa. Đó, chia sẻ các bác 320k cho một chậu ạ. 320 các bác nhá. Đó, 320 cho một chậu tím cánh bầu ạ. Đó, tiếp đến là một chậu mít các bác ơi, một chậu mít này. Mít sen đá đang nụ này. Này mầm gốc các bác, một chậu mẹ siêu là đẹp, 350.000 ạ. 350 cho một chậu mít sen đá rất là đẹp các bác nhá. Thân hoa nụ như trấu này. Đó, gốc mẹ rất là đẹp ạ. 350 ạ. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một chậu ám cổ Vân Giang ạ. 299 các bác nhá. 246 thân hoa rất là dài, gốc mẹ này. 299 các bác ạ, một chậu ám Vân Giang ạ. Đó, tiếp đến là một chậu bầu cánh mai này. 260.000 một chậu các bác ạ. 4 thân hoa rất là dài nha. 4 thân hoa rất là dài các bác ạ. Chia sẻ các bác một chậu 5 cánh trắng ạ. Rồi một chậu hoa khôi Quế Phong này chia sẻ các bác bằng 680.000 các bác ạ nhá. Rất là đẹp luôn ạ. 680 ạ. Đó, chia sẻ các bác một chậu 5 cánh trắng mắt ngọc này. Nụ như trấu này, mầm gốc bao phê các bác này. 230.000 ạ. Đó, tiếp đến một chậu cờ đỏ đang nụ các bác ạ. Chia sẻ các bác 1.250.000 ạ. Nói chung là đây là những cái tác phẩm mà các bác sưu tầm trấn vườn thì chốt và alo qua số điện thoại cho em cả nhà mình nha. Đây em có một chậu hồng cánh mai các bác này. Chậu hồng cánh mai này cũng đang lên nụ các bác ạ, đang lên nụ rồi. Đây các bác, chậu mẹ đẹp như thế này 268.000 ạ. Đây là một chậu hồng cánh mai siêu VIP ạ, 268 các bác nha. 268 ạ. Dạ còn rất là nhiều những mã lan đơn thân đẹp ạ. Các bác mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại cho em cả nhà mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.